Có một bạn trẻ hỏi rằng quan niệm của Phật Pháp về tứ hành xung như thế nào. Phật Pháp thì không có chấp nhận cái vấn đề tứ hành xung hay là ngũ hành xung gì đó. Mà Phật Pháp ấy, Đức Phật nói gì? Về nhân quả, về luật nhân quả. Chứ con người ta sống ở trên đời này khổ đau, an vui hay hạnh phúc đều là do cái nhân thiện hay là nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời trước kiếp trước và đời này kiếp này. Mà có cái cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, phiền não của chúng ta này vậy. Cho nên ở đây thì nếu mà xét về cái quan niệm của Phật Pháp mà nói thì cái chuyện tứ hành xung này chắc chắn là Phật Pháp không chấp nhận. Không chấp nhận. Vì tất cả đều là theo nhân quả nghiệp báo mà tự chúng ta gây tạo cả. Cho nên chúng ta thấy là duy nhất chỉ có đạo Phật ở trên thế gian này là nói là con người ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là chúng ta là người tạo nghiệp và chúng ta cũng là người gì? Người thụ quả. Phật giáo không chấp nhận là con người ta sinh ra trên đời này là do một đấng thần linh nào, một đấng chúa tể nào là sáng tạo và ban phúc giáng họa cho chúng ta, mà chính do bản thân chúng ta tạo nên. Cho nên cái việc mà bảo là xem tuổi không hợp, mà bố mẹ cấm đoán không cho lấy nhau, vì lấy nhau sợ sau này con cái mình bị khổ, cái này là không đúng với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật nói. Đây là cái pháp của thế gian. Họ tin rằng nếu mà mệnh mà hợp nhau thì mới được sống trọn vẹn đầu bạc răng long. Mệnh mà không hợp nhau thì sẽ bị khổ đau hoặc đứt gánh giữa đường vân vân. Điều đấy có đúng thật không? Xin thưa là theo quan điểm nhà Phật mà nhìn nhận vào thực sự bản chất của cái sự việc đó thì chúng ta thấy muốn biết cái sự việc đó bạn cứ lên chỗ tòa án nhân dân quận hay huyện mà mình đang sống, bạn hỏi xem có bao nhiêu đôi hợp mệnh, hợp tuổi, không bị tứ hành xung mà đưa nhau ra tòa, và có bao nhiêu đôi không hợp mệnh, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung đưa nhau ra tòa, thì chắc chắn tòa án họ nói rằng họ sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những cái thông tin đó. Bạn sẽ thấy rằng có không ít những người hợp mạng, hợp tuổi, không bị tứ hành xung, nhưng cuộc sống vẫn đứt gánh giữa đường, vẫn có thể đưa nhau ra tòa, chia tay nhau khi mà cuộc sống vẫn có thể vừa bắt đầu đấy đã đến cái lúc mà chia lìa rồi. Vừa mới bắt đầu được một vài tháng, có khi một vài năm đã chia lìa, chia tay nhau rồi. Nhưng cũng có những người bạn đi kiểm tra thấy có những người họ không hợp mạng, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, nhưng mà họ vẫn yêu thương nhau đến trọn đời. Từ khi cưới nhau cho đến nay là 70-80 tuổi, thậm chí họ chưa nặng lời với nhau một lần nào. Đó. Cho nên là tất cả này là do gì? Do con người chúng ta tạo nên. Do con người chúng ta tạo nên. Con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là con người chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình, hoặc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thì có nghiệp thiện, ác và vô ký. Cho nên ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn có nói rằng hai bạn đã tìm hiểu và đã yêu nhau, trân trọng nhau rất là lâu rồi. Nhưng mà bên bố mẹ, nhà chồng, nhà người yêu, bạn trai của bạn thì theo Phật Pháp, cho nên không có nặng nề cái chuyện là gì? Là tuổi tác thế này thế khác. Miễn là các bạn yêu nhau, thương nhau thật sự. Còn bên nhà bạn là nhà gái thì là bố mẹ thì lại cấm đoán, lại bảo rằng nếu mà theo nó thì mất bố mẹ. Hoặc là gì? Trong hai chọn lấy một. Chọn tình hay là chọn hiếu, chọn nghĩa. Qua đây thì Thầy có kể cho bạn câu chuyện xảy ra cũng từ năm ngoái. Cũng có một đôi, cô bé thì ở dưới tỉnh Thái Bình, còn anh chàng thì ở dưới Xuân Mai, Hà Nội chúng ta. Hai đứa cũng yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên. ra trường rồi thì hai đứa vẫn yêu nhau. Nhưng đặc biệt là bên nhà bạn trai thì cũng thế, cũng bảo là tứ hành xung, nam nữ xung khắc, cho nên là không thể nào mà chung sống với nhau được. Bà mẹ của cái cậu nam này thì đi xem bà đồng bà cốt, họ bảo là nếu mà cưới nhau thì con trai của bà sẽ chết sớm, chỉ trong vòng cưới nhau đến 2-3 năm thôi là con bà sẽ chết, cho nên bà lại càng sót. Như vậy cấm đoán, không cho con trai qua lại nữa. Và thậm chí là còn gọi điện xuống dưới chửi rủa bố mẹ nhà bạn gái thậm tệ. Và hai đôi bạn này cũng viết thư, viết huyết tâm thư để cầu cứu thầy, vì biết là mẹ hay lên chùa. Mà bạn trai này nói rằng mẹ của con trong cuộc đời này thì từ khi con thấy mẹ con nghỉ hưu cho tới giờ thì chưa bao giờ khen ai, chưa bao giờ nghe lời ai ngoài thầy cả. Cho nên viết huyết tâm thư nhờ thầy khuyên giải hộ. Vì hai bạn nói rằng là rất yêu nhau chân thành, yêu nhau tha thiết và nguyện sống chung với nhau dưới một mái nhà, tức là sẽ làm vợ làm chồng với nhau ở kiếp này. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý. Cả họ hàng bên nội, tức là bên cái anh chàng này cũng đều không đồng ý, vì bố mẹ của cậu này vận động cả họ hàng đều là phá và không đồng ý. Thế khi tôi biết câu chuyện này, tôi gọi bà lên, tôi cũng nói nhưng mà bà không nghe. Bà cứ bảo là nhất quyết là không đồng ý. Thế tôi bảo đấy, bà đi theo Phật rồi mà vẫn còn chấp như thế thì học Phật làm sao mà giải thoát. Phân tích cho nhiều nhưng cũng không nghe ra. Nhưng xong rồi thì một thời gian sau, dần dần thì bà cũng nguôi dần, nhưng mà với điều kiện thì lúc này nó lại thay đổi. Thì cái cô bé lại phải chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, để dạy học ở trong đấy. Thế bà bảo nếu mà đồng ý cho cưới nhưng mà cô bé là phải chuyển ra ngoài này thì mới đồng ý. Nhưng mà cô bé nó mới thi công chức được có hơn 5 năm thì không thể chuyển được. Thế đấy cũng là một cái câu để thách đố nhau. Thế lúc này thì bắt đầu thì tôi bảo thế bây giờ thì cứ cho nó tìm hiểu nhau, hoặc là cưới cho nó thì cho nó tìm hiểu nhau khoảng độ tầm 1-2 năm nữa cũng được, không sao. Thế bà nhất quyết không. Thế tôi bảo mà nhất quyết không thì này tôi không chịu rồi. Tôi không nói bà không được thì chắc chả ai nói được nữa, tôi chịu. Thế là tôi bảo cái thằng cu kia là thằng cu cái tôi cứ gọi thằng cu. Thế nó ít bằng 1/2 tuổi chúng tôi cho nên gọi thằng cu. Tôi bảo thằng cu thì đi lên đây. Hôm nào cái con bé kia nó được nghỉ thì đem ra đây tôi xem thế nào. Xem mặt xem nó ra sao, mặt mũi nó ra sao. Thế thì ra thì lúc đầu thì mẹ của cái cậu này nói với tôi là cái cô bé đấy nó hơn cậu này là gần 20 tuổi. Thế cậu này mới có 20 mấy tuổi mà cô bé kia là hơn 40 tuổi rồi. Mà nói là nó là không phải là cái người bình thường đâu, nó là dân giang hồ. Tức là dân giang hồ, dân thế này thế khác, nó bỏ bùa, nó mê hoặc cái con trai của con. Thế mình cũng tưởng thật, thì mình bảo là thôi thì bảo thằng cô kia thì cứ đưa cái con bé ra đây xem thế nào, làm sao mà mày lại yêu nó tha thiết đằm thắm như thế. Mẹ mày thì bảo là nó hơn mày gần 20 tuổi. Mày thì bảo là bạn ấy ít hơn con 2 tuổi. Thế thì tôi chả biết nghe ai. Thế đưa nó ra đây xem thế nào. Thế hoặc là đưa ra thì quả thật là cô bé đấy làm gì đã đến hơn 40 tuổi đâu, mới có hơn 20 tuổi. Thế tôi thấy cũng ngoan, lễ phép, biết trên biết dưới. Mà lại là có ăn có học đàng hoàng, học sư phạm hẳn hoi, ra làm giáo viên dạy cấp 2, cấp 3 gì đấy. Hình như cấp 3 thì phải, đại học sư phạm. Tức là gia đình cũng gia giáo, mẹ cũng là giáo viên. Thì gia đình gia giáo chứ cũng không phải là dân giang hồ hơn 40 tuổi. Thế tôi thấy như vậy là có nghĩa là mẹ do không đồng ý cho con vì sợ con thứ nhất là lấy vợ xa. Ở Hà Nội với tận Thái Bình là xa, đến hàng trăm mấy trăm cây số. Cái thứ hai là đi xem bà đồng nó dọa là bị tứ hành xung. Cho nên nếu cưới vào thì chỉ 1-3 năm là gì là con trai bà ấy chết. Thế tôi nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế thì hai đứa nó đưa ra tận đây, nó được nghỉ tận miền Nam, nó đi máy bay ra đây tức tốc. Thì tôi nhìn thấy tôi hỏi qua chuyện hỏi hai đứa thì hai đứa bảo là chúng con thực sự là thương yêu nhau. Qua khi mà gia đình hai bên mà có chuyện như thế, mẹ anh ấy cũng gọi điện chửi mẹ nhà con. Ở dưới kia mà mẹ nhà con thì tức quá thì cũng chửi lại mẹ anh ấy. Thế là hai bên đã to tiếng với nhau, thậm chí là thề bồi là quyết là gì không cho hai đứa đến với nhau rồi. Và chúng con cũng thử chia tay nhau một thời gian. để xem anh ấy đi tìm một nửa mới của anh ấy mà con cũng đi tìm nửa mới của con, nhưng mà cuối cùng thì cả hai chúng con đều không ai tìm được một nửa bên kia của nhau, và chúng con lại đi về với nhau. Và chúng con nghĩ rằng đời này kiếp này chúng con có duyên với nhau, cho nên bây giờ chỉ mong làm sao để cho thầy làm thế nào để nói để cho bố mẹ anh ấy có thể hoan hỉ được. Thế bắt đầu tôi mới bắt đầu thì thế rồi cứ về đi, thế tôi sẽ gọi mẹ anh ấy lên tôi nói một lần nữa xem thế nào. Thế tôi gọi mẹ lên tôi nói thì mẹ nó vẫn cứ xuôi xuôi một chút, nhưng mà bảo vẫn cứ lăn tăn bảo là đấy, tứ hành xung, nếu mà cưới vào thì con của con chết thì làm thế nào. Thế tôi bảo là cái này thì nếu mà mệnh mà nói hết thì không phải tứ hành xung nó cũng chết, chứ không phải là mệnh nó còn mà tứ hành xung là nó chết. Sao tôi bảo là đấy, nếu mà bà cứ nghe tôi thì cho chúng nó gì yêu thương, sống chung sống với nhau, cứ lo cho chúng nó đi. Nếu mà mệnh của nó mà còn á, mà do tứ hành xung mà chết á, thì tôi chết thay cho con trai của bà. Tôi nói như vậy và tôi bảo lãnh nha, nếu mà mệnh con của bà mà hết rồi á thì tôi chịu, mà mệnh con của bà mà nó còn mà do cưới vợ mà nó chết á thì tôi sẽ chết thay. Tôi nói đến như vậy rồi mà bà vẫn còn lăn tăn. Nhưng xong rồi thì nhưng mà tất nhiên là cũng xuôi xuôi hơn một chút. Thế bắt đầu thì tôi bật đèn xanh cho hai đứa và thôi bây giờ thì hai đứa phải quyết định đấy. Bật đèn xanh cho hai đứa quyết định kiểu gì là do chúng mày quyết định đấy. Tôi cũng chẳng thể nào bày mưu cho chúng mày quyết định được. Thế là nghe tôi nói như thế bắt đầu về một cái thế là cô bé kia vào trong miền Nam dạy học thì mấy tuần sau cậu kia nhắn tin cho thầy: thầy ơi, con đi tìm với một nửa cuộc đời của con đây. Thế là nó vào miền Nam, nó vào đây khoảng độ tầm 4-5 tháng. Thì vừa qua cuối cùng thì bà mẹ đi lên nói xin với tôi là thôi bây giờ nhà con là chịu thua rồi, con là nhà con thông rồi, con thì chấp nhận rồi. Thế thầy tới đây cho chúng con thì đi xuống nhà bạn ấy để chúng con thì xin phép ông bà dưới đấy để chúng con để thôi cho cưới cho chúng nó. Thì không có bây giờ thì chúng con mất con. Thế thì nó đi bẵng mấy tháng đấy, nó trả điện thoại trả gì nữa cả cho ông bà biết tay. Đã thế thì muốn mất con thì nó đi bẵng trong mấy tháng luôn. Thế là cuối cùng là để thua nó. Và vừa qua phải xuống tận nơi để cưới cho nó. Thế là cưới xong rồi, cưới xong cách đây khoảng độ tầm 2 tuần rồi. Hôm qua lên gặp tôi là quỳ xuống cứ xin là may mà có thầy cho nên là chúng con thì mới tác thành được cho hai cháu. Hôm rồi thì đi xuống thế tôi xuống thì ông bà dưới kia còn thù không? Bảo không, ông bà vui lắm. Cả hai bên bây giờ tôi hỏi bây giờ vui chưa? Bảo cả vui rồi, tất cả hai bên đều vui rồi đấy. Đó. Tôi là thôi chúc mừng và đấy. Bây giờ thế thôi, để nó nếu muốn nó ra ngoài này thì cứ để nó cháu nó dạy trong kia được 2-3 năm như quy định nhà nước, xong thì chuyển nó ra ngoài này cũng được. Đó, quy định là phải được 3 năm nó mới được thuyên chuyển. Đó. Thế thì bảo vâng, thế thì được rồi. Đó, cho nên cái trường hợp này qua cái câu chuyện đó thì cái sự việc như vậy tương tự như bạn này bây giờ thì cũng ở tương tự như vậy. Nhưng bạn kia thì là gì? Nhà bạn trai thì cấm. Còn câu hỏi của bạn này thì gì? Nhà bạn gái thì lại cấm. Thôi thì bây giờ thầy cũng chẳng biết khuyên kiểu gì thì thôi. Thầy kể một câu chuyện có thật mới xảy ra khoảng độ tầm từ năm ngoái cho đến khoảng 2 tuần nay đôi kia đã thành công vượt dòng thác lũ định kiến sai lầm của cha mẹ mà thành công, và bây giờ khiến cho cha mẹ thì cũng hiểu và đứng lên đã lo tổ chức cho hai bạn ấy xong, mà lại hôm rồi lại còn đi lên chùa để tụng kinh đấy chứ. Lại lên chùa để xin tụng kinh để chúc phúc đấy chứ. Đó cho nên ấy. Nhưng mà tôi thì đi vắng thôi, và thôi lên cái có các sư ở nhà để làm cho lá sớ để chúc phúc thôi, thì tôi thì đi vắng. Đó. Thế cho nên là trường hợp này thì bạn bảo là theo thầy thì con phải làm như thế nào? Thì thầy chỉ khuyên là hai đứa các con thì bàn nhau cho nó kỹ, xin ý kiến bên bố mẹ của bạn ấy. Còn bố mẹ của con thầy nghĩ rằng chẳng có bố mẹ nào bỏ được con đâu. Bây giờ gây áp lực cho con thì nói là là hoặc là chọn chồng, hoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn bố mẹ. Nói thế thôi. Con cứ quyết đi một bước thật mạnh mà xem. Rồi bố mẹ sẽ cũng chẳng bỏ được con đâu mà lo. Đó. Nhưng mà trước khi làm cái gì thì phải suy nghĩ cho nó kỹ. Anh ấy có thực sự yêu con thật lòng không? có lo cho con được suốt cái đoạn đường còn lại không? Thấy xứng đáng thì mình mới hy sinh, còn không xứng đáng thì cũng phải xem xét. Đó, cái điều này thì thầy chưa tiếp xúc được, kể cả với bạn này thầy cũng chưa tiếp xúc. Có thể tiếp xúc rồi nhưng mà thầy thì không nhớ mặt, vì nghe tiếng niệm A Di Đà Phật này chắc chắn là sinh viên hay lên dự khóa tu rồi, chắc chắn rồi. Về những không phải sinh viên lên dự khóa tu thì chắc chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, còn niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn là sinh viên lên dự khóa tu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ đưa ra một cái định hướng như vậy, còn bạn phải là người quyết định, nghe theo cái trái tim của mình và lý trí của mình, đưa ra quyết định cho nó đúng đắn.